Kính thưa tất cả quý vị, trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam ta có rất nhiều các loại hình nghệ thuật, di sản văn hóa mang dấu ấn đặc trưng của các cộng đồng sáng tạo vô biên. Kính thưa quý vị, khi nhắc đến Bắc Bộ, chúng ta tự hào nhắc đến chèo, ca trù, quan họ. Khi nhắc đến Trung Bộ, chúng ta không quên tuồng, bài chòi và ca quế. Người dân Nam Bộ tự hào giới thiệu nhạc lễ, tài tử cải lương và sân khấu nghệ thuật cải lương. Từ khi nghệ thuật sân khấu cải lương ra đời, đã trở thành tiếng lòng và hơi thở cũng như tâm tư tình cảm của những người dân Việt, là câu nói ý chí yêu quê hương, yêu dân tộc, là sự đấu tranh chống lại cái ác, cái xấu, cải thiện xã hội và khát khao vươn tới chân thiện mỹ của con người. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại và cảm nhận cải lương của những ngày đầu phát triển, hay còn gọi là cải lương xưa. Những ghi chép lại của các thế hệ đi trước. Và hôm nay tôi muốn chia sẻ cùng quý vị một số kỷ niệm, cũng như là chúng ta cùng lắng nghe để cảm nhận hơn về quá khứ, cũng như là những thời điểm mà cải lương xưa của chúng ta đã hình thành và phát triển. Tài liệu chép rằng thuở khai sơ của nghệ thuật cải lương, hàng loạt gánh hát ra đời mở đầu cho thời kỳ vàng son của loại hình nghệ thuật dân tộc này. Người bộ điệu thời ấy không thể quên được những cái tên như gánh thầy Thận Sa Đéc, thầy Năm Tú, gánh hát kim thời đồng bào Nam Mỹ Tho. Tiếp đó là những đại bang đầu tiên được ra mắt như Nam Đồng Bang, Phước Cương, Quỳnh Kỳ, Hồng Nhật, Nghĩa Hiệp Bang. Trong đó hai bang Phước Cương và Trần Đắc nổi lên với các tuồng đa thể loại. Sang thập niên 1930-1940, nhiều gánh hát mới tiếp tục được thành lập, tạo nên bức tranh sống động, đa diện của cải lương đương thời, như gánh hát Phi Phụng, Phụng Hảo, Thái Bình, gắn liền với những tên tuổi nghệ sĩ xuất sắc như Năm Châu, Phùng Há, Năm Phỉ, Bảy Nam, Bảy Nhiêu, Ba Dân, Úc Trà Ôn, khắc họa những mốc son rực rỡ của cải lương. Trải qua những năm chững lại vì khủng hoảng kinh tế, sau năm 1945, cải lương tiếp tục đi lên với hàng loạt gánh hát như Diệt Kịch, Năm Châu, Con Tầm, Hậu Tấn, Năm Nghĩa, Bảy Cao. Thời điểm này, cải lương có khoảng trên dưới 100 đoàn hoạt động, từ Diễn Tiến 17 đến Mũi Cà Mau, được miêu tả là giai đoạn trăm hoa đua nở. Tại Sài Gòn, có khoảng 40 đoàn cải lương với 20 lò luyện cổ nhạc. Nhiều nghệ sĩ đã trở thành thần tượng của giới mộ điệu, đánh dấu thời kỳ vàng. Các xuất hát cải lương ở Sài Gòn đều đông kín khán giả đến xem. Cuộc sống của các nghệ sĩ soạn giả vào thời điểm này thật là sung túc. Cải lương với tiêu chí cải cách hát ca theo tiến bộ, lương truyền tồn tích sánh văn vinh.
Kính thưa quý vị, năm 1956, Đoàn Cải Lương Nam Bộ được thành lập. Ngoài một số diễn viên của Đoàn Cải Lương Tổng cục Chính trị chuyển sang như Công Thành, Tấn Đạt, Phi Điểu, Lê Thiện, còn có những nghệ sĩ tiên phong nổi danh trước năm 1945 đi kháng chiến rồi tập kết ra Bắc làm nòng cốt. Đây là những tên tuổi tiên phong của Cải Lương Nam Bộ thời kỳ đầu. Có thể kể đến các nghệ sĩ như nghệ sĩ nhân dân Tám Danh, nghệ sĩ nhân dân Ba Du, nghệ sĩ nhân dân Dương Ngọc Thạch, nghệ sĩ ưu tú Tám Củi và nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Ngọc Bạch. Khi sàn diễn cải lương hưng thịnh, để vinh danh người nghệ sĩ, các soạn giả ký giả kịch trường đã nghĩ đến việc thành lập một giải thưởng chuyên nghiệp là giải Thanh Tâm nhằm khuyến khích tài năng trẻ và được sự tán đồng của các soạn giả, nhà báo uy tín. Và với tiêu chí đó, giải Thanh Tâm đã làm nên một tầm vóc mới của sân khấu cải lương Việt Nam. Mỗi nghệ sĩ đoạt quy chương vàng giải Thanh Tâm đều mang những sắc thái riêng trong ca diễn, với giọng ca không bao giờ trùng lắp. Nỗ lực diễn xuất sâu sắc, hầu hết họ đều vươn tới những đỉnh cao mới trong nghề. Sau khi được giải và được giới bộ điệu, dĩ nhiên là những ngôi sao không bao giờ lịm tắt. Hành trình 10 năm của giải Thanh Tâm đã được điểm tô với 6 huy chương vàng xuất sắc. Và nghệ sĩ Thanh Nga là người đã được trao giải đầu tiên vào năm 1958, lúc đó bà mới 17 tuổi. Năm 1959, nghệ sĩ Lan Chi và Hùng Minh lãnh giải. Năm 1960, nghệ sĩ Bích Sơn và nghệ sĩ Ngọc Dầu cùng lãnh giải. Năm 1961, nghệ sĩ Thanh Thanh Hoa đoạt giải. Năm 1962, nghệ sĩ Ngọc Hương và nghệ sĩ Ánh Hồng cùng đoạt giải. Năm 1963, có đến 6 nghệ sĩ được giải, đó là nghệ sĩ Tấn Tài, Bạch Tuyết, Diệp Lan, Thanh Tú, Trương Ánh Loan, Kim Loan hay Mộng Tuyền. Năm 1964, nghệ sĩ Lệ Thủy và Thanh Sang lên ngôi. Thanh Thanh Tâm năm 1965 được trao cho nghệ sĩ Thanh Nguyệt và Bo Bo Hoàng. Năm 1966, nghệ sĩ Phượng Liên và nghệ sĩ Phương Quang nhận giải. Thanh Tâm năm 1967 được trao cho nghệ sĩ Mỹ Châu, Ngọc Bích, Bảo Quốc, Phương Bình. Và thú vị hơn là giải Thanh Tâm còn được trao cho những tác giả xuất sắc, bút pháp của họ tài hoa, thu hút công chúng và thuyết phục các nhà chuyên môn. Có 4 vở được trao giải xuất sắc, đó là vở Sương Mù Trên Non Cao của Hà Triều Hoa Phượng năm 1964, Nỗi Buồn Con Gái năm 1965 của Hà Triều Hoa Phượng, Nước Biển Mưa Nguồn 1966 của Nguyễn Thành Châu, Tiếng Hạt Trong Trăng năm 1966 của Yên Ba Loan Thảo. Các tác phẩm này đã góp phần không nhỏ trong việc dung bồi tài năng để cho những nghệ sĩ tỏa sáng trên sàn diễn và thúc đẩy sự phát triển trên thị trường băng đĩa cải lương thời đó.